Xin chào tất cả các anh chị, em là Lan và lý do ngày hôm nay em có mặt tại cái tiệm là Melas Lounge ở Houston, Texas là công ty AV & Mvin có tổ chức một cái lớp Advanced Exclusive về Nail Art. Thì đa số cái lớp này là thành viên Partner Manager của công ty tới học để trao dồi cái kiến thức để làm sao để đem về tiệm áp dụng để mang nguồn income thêm cho tiệm. Tại anh chị biết mà, với cái thị trường, với cái hiện đại thời nay thì khách hàng không còn như hồi xưa nữa. Khách hàng lúc nào cũng thích những cái mẫu design mới. Thì bởi vậy em mới mời một người giỏi và nổi tiếng. Anh đó tên là Vincent. Anh rất là có nhiều passion về cái ngành nail này. Anh rất là đam mê cái ngành nail này. Bởi vậy thì em cũng ngỏ ý với anh để làm những cái lớp cùng với anh. Hopefully anh có thể truyền đạt làm sao để cho những cái partner manager của em học được thêm nhiều thứ và đem về áp dụng được trong cái tiệm của mình để mang thêm income, để làm cho khách hài lòng hơn. Tại vì lúc nào mình cũng vậy, mình cũng phải sống theo thời đại chạy tới đâu thì mình phải cùng phải chạy theo thời đại tới đó. Rồi bây giờ xin mời anh chị đi theo em để xem cái lớp học của mình như thế nào anh chị nhé. Let's go anh chị. Và xin giới thiệu với mọi người thì trước mặt em đây, em có anh Vincent. Chắc tất cả mọi người cũng biết sẵn, anh là một người rất là famous trong cái ngành nail industry của mình. Cái đặc biệt của anh Vincent đó là anh có ở nhiều cái passion về ngành nail lắm. Anh yêu nghệ thuật một cách không ai có thể so sánh bằng. Hello anh. Yeah, hello Lan. Xin giới thiệu cả nhà là em tên là Vincent. Và đây cũng là lần đầu tiên em được hợp tác với team AV. Thì em nói đây cũng là một cái tình cờ, cái duyên nào đó thôi thúc để cho chị Lan Đỗ liên hệ với mình cũng cách đây một thời gian không quá lâu. Thì hợp tác lần này với team AV thì em cảm thấy là đây là một cái sự rất là vinh hạnh đối với em. Anh đã bắt đầu cái nghệ thuật nail từ khi nào anh ha? Tức là chắc là lâu lắm rồi anh hả? Và có phải anh là một trong những cái thế hệ đầu tiên mà giống như là để dạy mọi người về cái sâu hơn về cái ngành nail này không? Dạ chính xác là em đã làm nail cũng rất là lâu rồi, nhưng mà hồi xưa em không có đầu tư nhiều vô nail. Nếu mà nói về 4-5 năm về trước á, là nail của mình á, nó chưa phát triển nhiều. Tại vì hồi đó là nó rất là nhàm chán. Chính thức trở lại mới đây là 3 năm, tròn vẹn 3 năm mấy thôi. Thì lúc đó thì em trở lại với cái thế là bắt buộc mình phải làm nail. Em nói thật, chia sẻ này thật lòng. Thì lúc đó thì mình cứ cảm nghĩ là làm qua ngày, mà nếu mà làm nail mà basic như thế thì nó rất là nhàm chán. Thì lúc đó em bắt đầu đi theo một cái hướng rất là khác, đó là gel art. Mà lúc đó em phải xác định là mình đã làm cái gì thì mình cố gắng mình làm cho khác. Và mình làm không phải có mục đích, mục tiêu mình đặt ra, nhưng mà làm vì đam mê. Cho nên là em đã chọn một cái hướng đi của mình, đó là về gel art, mà lúc đó là chưa có nhiều người họ đi theo cái hướng đó. Thì những cái kinh nghiệm, những cái mình trải qua, những lần vấp phải, những cái mistake và những cái mình đạt được, thì đó là lý do tại sao ở đây hôm nay và em đã chia sẻ cho AV team gạt bỏ đi những cái mà mình đã thất bại và tìm lại những cái mình thành công như hôm nay. Em có một câu hỏi này hỏi nhẹ anh nha. Thì anh cảm nghĩ của anh như thế nào mà khi làm việc chung với cái team AV, MV của mình? Thì trong tương lai, ví dụ mà mình có cơ hội mình làm việc chung á, thì cảm nghĩ của anh như thế nào? Anh có muốn tiếp tục làm việc chung với công ty mình nữa không? Yeah. Em xin chia sẻ một chút là trước giờ em đi lớp rất là nhiều và em cũng hợp tác rất là nhiều công ty khác nhau. Thì mỗi lớp nó có mỗi niềm vui khác nhau. Cái đó điều đó là em chia sẻ chân thật. Nhưng mà quan trọng nhất là cái gì nó để lại cái dấu ấn nhất, đó là cái niềm vui. Và em đã tìm được niềm vui ở trong lớp này 2 ngày này. Và nếu mà hỏi em một câu hỏi là có hợp tác, nếu mà mình có cơ hội để hợp tác với AV nữa không, thì câu trả lời của em là yes, chắc chắn sẽ có. Một lần nữa thank you AV team rất rất là nhiều. Xin giới thiệu với các anh chị em, thì đây là chị Yến Linh đứng bên cạnh em đây. Chị, anh chị có thấy là chị rất là dễ thương. Dễ thương không chỉ dễ thương thôi, chị cũng là một big boss ở bên tiểu bang này. Thì chị cũng partner, chị là partner chính của AV, MV. Tất cả những cái location nào ở bên Texas thì chị Yến Linh, anh Chim Mì không có ở đây, mà chị Yến Linh là vợ của anh Chim Mì, là họ là partner chính của công ty ở tiểu bang Texas. Thì tiện đây luôn thì em giới thiệu chị với mọi người. Chị có muốn say hi cho mọi người rồi, chị có comment gì cho mọi người không?
Cảm ơn Lan đã giới thiệu rất là những câu dễ thương. Lan cũng là giống như là một người partner, mà trong khi đó Lan cũng là người em gái rất là dễ thương, rất là giỏi. Xin lỗi nha, tiếng Việt của mình rất là dở. So, thông cảm để Yến Linh nói tiếng Việt, nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh. Cảm ơn Lan đã bay xuống Ohio để tới đây host cái lớp này chung với mình. So. Yeah. Thank you so much, Lan. Thank you, chị. Rồi bây giờ giống như là em á, là em thích anh Vincent so far rồi đó. Còn như chị thì chị nghĩ như thế nào về cái thầy giáo hôm nay mình có chị hả? Mình thì trong ngành nail cũng hơn 20 năm. Mà trong khi đó mình cũng theo Vincent cũng rất là lâu, mình cũng follow him. Mình rất là hâm mộ khi những là only young, trẻ mà rất là talented. So mình cũng rất là vui là đã mời anh Vinh về đây để dạy cái lớp private class cho cái team AV này. Khi dạy làm cái lớp ai cũng là rất hứng thú. Làm nguyên ngày không có ai mệt hết. Thường thường lớp á, 2 ngày mà rất là nhiều demo, nhiều kỹ thuật. Ai cũng rất là mệt. Mà trong khi đó lớp này rất là vui, rất là energizing. So cũng cảm ơn Vinh đã tới host cái lớp này chung với cái team AV. Mọi người sẽ không có regret, miễn sau này muốn host lớp chung với anh Vinh thì cứ liên lạc thêm. Và cũng là rất là, mình cũng rất là cảm ơn thêm. Tại vì cái này cũng là cái good connection và good networking cho AV team. Và cảm ơn mọi người đã coi về cái video này. Và cảm ơn Lan và mọi everybody that from out of town and all the students that came in. Once again, thank you so much. Và đây, ngồi bên cạnh Lan ở đây là một người đẹp, Hương Bánh Bèo, là em gái của Lan. Thì Hương cho Lan biết là giống như là lúc mà Lan mời Hương tham dự cái lớp private cho công ty như mình á, thì Hương học được những gì từ cái lớp này và Hương suy nghĩ gì về thầy giáo của mình có trong ngày hôm nay? Cảm ơn Lan. Thật sự ra ngày hôm Hương rất là vui khi được Lan mời Hương tham dự lớp này. Cái thứ nhất đó là Hương được học nhiều cái từ công ty của mình. Thật sự ra đi một ngày đàng học một sàng khôn, tại vì mỗi người có một cái talent riêng. Thật sự cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà mình được học lớp anh Vinh Chen á, thật sự mình rất là vui. Thứ nhất, thầy đẹp trai này, dễ thương này, đẹp trai dễ thương, vui tính nữa, và rất là làm cho giống như là rất là làm cho mọi người thân thiết. Giống như trong buổi học á, mình không bị quá căng thẳng, giống như họ biết cách làm cho mình hòa hợp này kia, giống như giao lưu vậy đó. Tương tác, đúng rồi đó. Và những cái mẫu design thật sự ra rất là khó. Nếu mà thật sự mình nhìn vô mà không ai chỉ mình á, thật sự mình không bao giờ biết làm. Nên là Hương rất muốn mọi người, nếu mà trong tương lai ai có muốn tham dự lớp của anh Vincent á, thì lên tham dự. Tại vì mình sẽ được học những cái gọi là cái trick á, để họ chỉ mình thêm. Yeah. Thank you. Ok, cảm ơn Hương đã dành thời gian ra để trả lời phỏng vấn từ Lan. Ok, vậy chúc Hương có một buổi học thiệt là tốt đẹp. Không những học tốt mà còn được giao lưu, tương tác với lại mọi người nhiều hơn nha. Ok, cảm ơn Lan nhiều. Yeah. Và ngồi bên cạnh Lan đây là có Andy. Andy là partner với công ty ở tiệm bên Colorado. Thì chào mừng Andy đã đến với cái lớp học hôm nay ha. Thì cảm nghĩ của Andy như thế nào là một học sinh trong cái lớp với lại có thầy giáo Vinh Chen ngày hôm nay? Cảm ơn Lan đã có hỏi cho Andy. Trước khi mà công ty tổ chức cái khóa học này, Andy rất là thích thú để tham gia về cái khóa học này. Tại vì anh Vinh Chen là một trong những thầy làm nail mà Andy đã theo dõi rất là lâu rồi, và cũng là một trong những cái thần tượng của Andy trong cái nghề làm nail này. Trước khi tham gia khóa học này thì Andy cứ nghĩ là ok, Andy đã làm được hết những cái mẫu design. Nhưng mà khi mà tham gia khóa học rồi á, thì mình mới biết là mình bị cái khuyết điểm về cái lỗi nào trong cái design đó, thì mình đã khắc phục được và làm được nó, nhìn nói chung là nó hoàn hảo hơn trước khi mà là mình học. Thì về cái anh Vincent á, thì Andy rất là thích anh Vincent làm những cái mẫu design về vẽ line. Tại vì nhìn nó rất là sắc sảo, rất là sang, và nhìn hoài nó không có chán, không bị rối mắt.
Andy cũng mong muốn là tất cả anh chị em trong team của mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia khóa học này để mình nâng cao tay nghề. Tại vì bây giờ khi mà khách hàng tới không có thể là đến bạn có thể làm bất cứ cái gì trên móng của họ nữa, mà họ sẽ tìm những cái mẫu design của những master về nail họ sẽ đưa cho mình ra, thì ít nhất mình cũng phải biết được những cái cơ bản, mình biết được cách phân tích về những mẫu nail để mình làm, để mình thu hút khách hàng đến cái tiệm của mình. Ok, cảm ơn Andy nhiều nha. Ok, chúc Andy có một buổi học thiệt là hiệu quả. Andy cũng cảm ơn Lan, cảm ơn AV Team đã tạo cho Andy một cơ hội tham gia về khóa học này. Và cũng xin chúc mọi người xem kênh YouTube một ngày vui vẻ và sắp xếp được một thời gian của mình tham gia khóa học của anh Vincent để nâng cao tay nghề của mình. Và ngồi bên cạnh em đây là chị Duyên. Chị Duyên cũng là một partner của một chi nhánh bên tiểu bang Texas mình. Thì đây em cũng có chị ngồi bên đây để chia sẻ một chút xíu cảm nghĩ về cái lớp học. Thì chị Duyên, cảm nghĩ thiệt nha, chị suy nghĩ như thế nào về cái lớp học mà công ty đã tạo ra để nâng cao tay nghề cho mấy anh em mình? Dạ, em cảm thấy rất là may mắn được tham gia vô lớp học này. Thầy rất là dễ thương, tận tâm, có tình, đó là một khoảng thời gian cho cả các chị em mình được họp mặt với nhau, hai ngày rất là vui. Những cái mẫu design của thầy á, là em đã follow Instagram của thầy lâu rồi, nên em rất là thích để được đi theo và học theo. Thầy rất là tận tâm, như mình hỏi những cái gì á, thầy sẽ là có assistant các mọi người để phụ cho mình, để mình học, để mình làm cho được những cái mẫu design thật là tốt. Các mà chi nhánh khác của AV á, các anh chị mà có cơ hội được đi học thì nên đi học. Nếu mà em được đi một lần nữa em vẫn đi học nữa. Tại dạ em tình nguyện đi học. Mà nếu mà thầy cần em assistant đó là em cũng tình nguyện đi luôn, vậy thôi. Cái đó là em phải suy nghĩ lại á, tại vì we don't want to lose a partner, right? Ok, ok, thì em nói giỡn vậy thôi. Thì em cũng xin đại diện mọi người là cảm ơn chị đã dành thời gian bận rộn để tới học, nâng cao tay nghề, để giống như là mình về mình áp dụng cho tiệm, để mình làm tăng nguồn income của từng tiệm. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em rất là cảm ơn công ty AV và cảm ơn tất cả các anh chị đã take care cho tụi em, cho em có cơ hội để được học thêm, upgrade thêm cái skill của mình. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Đứng bên cạnh Len đây là một anh chàng đẹp trai. Ảnh là tên của ảnh, biệt danh của ảnh mà tất cả mọi người biết tới, ảnh là Nail Dad. Thì ảnh cũng rất là famous trong cái ngành nail design, nail art này nọ trong cái thị trường của mình. Nhưng mà ảnh không có chỉ dừng ở đó, ảnh cũng giống như là bỏ thời gian của ảnh qua để qua học chung với lại cái lớp Vincent của AV mình. Thì anh Thức, đây là anh Thức, sorry em quên em không giới thiệu. Thì anh Thức có muốn say hi tới khán giả và giới thiệu chút xíu về anh được không? Hi everybody, em là tên Thức, mà trên mạng là họ biết em giờ là Nail Dad. Tại vì cái dành alias của em là nhiều học sinh em biết là em là Nail Dad, giống là một người cha những luyện nail vậy đó. Học sinh của em nên nó đặt cái tên đó cho em, nên em dùng cái tên đó là làm cái brand của em luôn. Em biết là anh cũng là một thầy giáo rất là giỏi trong lĩnh vực dạy nail như thế này, nhưng mà anh vẫn tới để học Vincent. Thì em biết là anh cũng hâm mộ tay nghề của anh Vincent này nọ, nhưng mà theo anh thấy, ví dụ mình đã giỏi sẵn rồi mà mình học cái lớp này nữa, ý là anh có cảm thấy mỗi người có mỗi một cái đặc điểm khác nhau về cái ngành nail mình hay không? Anh nghĩ là trong nghề nail này nó không bao giờ mà nó sẽ đứng hết á, càng ngày nó càng lên. Mỗi người có một cái nghệ thuật riêng của người đó. Nhiều khi Vincent, cái nghệ thuật của ảnh là theo cái style của ảnh, là every educator cũng có là một cái style của riêng của người ta. Mình không bao giờ mình tự nghĩ là mình người thầy là mình không bao giờ học được hết á. Em cũng nói một câu là always be a student, là trong Mỹ là mình khi nào cũng phải giống là một người học sinh hết á. Là nếu mình không có nhiều người học sinh á, mình không bao giờ mà học hỏi được á. Khi mình đã là thầy rồi á, cảm giác là mình không cần học cái gì nữa, hay là không học chiêu người này chiêu người kia. Lấy lớp Vincent á, cũng có nhiều style của Vincent, nhiều design mà Thức cũng biết làm rồi, làm qua mà làm kiểu khác. Nhiều khi mình đây mình rút kinh nghiệm, mình coi cái style của người educator khác, nhiều khi mình có thể học thêm càng tốt. Cũng cảm ơn AV với em Vince Team, tại vì AV always support, sponsor lớp của Nail Dad, gửi product, sản phẩm cho học sinh
mà EV Pride cũng rất là tốt. Cũng cảm ơn EV always support mấy lớp của Nowdad. Nhiều khi mình cũng dùng nữa, mình thấy mình cũng dùng thích nữa. Mà cũng chúc mừng EV lớp very successful này, great team building, với consistently growing as a team. And thank you for inviting me and including me to the team. I'm very humbled to be able to be here with you guys, truly. Cảm ơn Lan với anh Vinh với anh Michael and everybody, nhất chị Yến Linh. Cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn anh chị đã luôn ủng hộ em Vince and Anthony Vince Nail Spa trong suốt quá trình vừa rồi. Anh chị đừng quên là bấm nút like and subscribe dưới đây để anh chị có cơ hội xem được những video hữu ích và hiệu quả từ công ty anh chị nhé. Cảm ơn anh chị. Đi ngược lại.